Hey, what's up anh em? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến với tất cả các anh em những món phụ kiện, những sản phẩm cần thiết các anh em cần phải có trong tủ đồ của mình. Thì sản phẩm đầu tiên, có lẽ các anh em chúng ta đều biết và đều sử dụng, đó chính là kéo vuốt tóc. Có rất là nhiều loại kéo vuốt tóc ở trên đời này, đó chính là pomade, wax, clay. Mình thì mình sử dụng wax, tại vì cái tóc của mình là tóc dầu và nó sẽ dễ bị mất form sau một thời gian vuốt. Thì mình sử dụng loại Kelvin Night Rider với cái độ hô là maximum. Có lẽ với cái tên Kelvin Rock Rider sẽ quen thuộc hơn đối với mọi người ở Việt Nam. Thì mình cũng mới sử dụng thằng này thôi. Cái thằng Rock Rider thì mình cảm giác như nó thơm hơn Night Rider, nhưng mà độ hô thì chắc chắn là Night Rider phải hơn rồi. Sản phẩm tiếp theo chắc chắn các bạn nam cũng biết, nhưng mình không nghĩ rằng là ai cũng xài, đó chính là nước hoa. Nước hoa là một thứ mình cảm nhận như nó cũng khá là định kiến đối với phụ huynh và đã một vài người. Nhưng mà cuộc sống ở bên Canada này thì không ai quan tâm cả, mình cứ xài thôi. Và đặc biệt mà khi mình xài nước hoa, không những làm tô điểm thêm outfit của mình mà còn thu hút các chị em phái nữ nữa. Thật sự là mình không đùa đâu. Cái chai nước hoa này cũng có vài nhiều người hỏi mình là mình mua cái chai này ở đâu mà mùi nó thơm như thế. Thì đối với những bạn nào mà chơi nước hoa thì chắc chắn các bạn đều biết Dior Sauvage. Nhưng mà cái dòng đấy thì nó quá là đại trà và gần như ai cũng sử dụng nó. Mình thì mình sử dụng chai này rất là nhiều, hầu như chai này mình có thể sử dụng được cả 4 mùa xuân hạ thu đông luôn. Nước hoa phụ thuộc khá là nhiều vào bộ outfit chúng ta mặc. Ví dụ nếu mà mọi người mặc một bộ blazer, quần trouser và bên trong chúng ta để sơ mi và mang một đôi Chelsea boot hoặc là giày tây chẳng hạn, Oxford hoặc là loafer, thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em. Còn nếu mà anh em sử dụng những món đồ như kiểu streetwear, phong cách nó bụi bặm hơn một chút, nó hơi phá cách một chút, mình nghĩ rằng đây cũng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo đâu, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những món phụ kiện. Thì mình cảm thấy 5 thứ essential cho những món phụ kiện đó chính là vòng cổ, vòng tay, nhẫn, đồng hồ. Và mình thì đang sử dụng một chiếc vòng cổ. Mình thì cũng có khá nhiều cái mặt khác nữa. Và mình cũng biết rằng là có rất là nhiều loại vòng cổ khác nhau, nhưng mà mình sẽ nói chi tiết hơn ở một video khác nhé. Chiếc vòng cổ này thì mình thường hay sử dụng để đi bất kỳ đâu, kể cả ở nhà mình cũng đeo nó. Tại vì mình có một cái mặt mà mẹ mình mua hồi đi Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy, đeo cho nó học hành cho thuận buồm xuôi gió. Thì đây sẽ là một cái phối đồ mà mình sẽ sử dụng khi mà mình mặc những chiếc Apollo hoặc là sơ mi. Mình thì mình không thích những chiếc vòng nó dài và nó mỏng, nó nhỏ như vậy đâu. Mình thích cái bản nó lớn hơn một tí cơ. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có mua được. Tiếp theo đó chính là nhẫn. Thì đây mình có một chiếc nhẫn bản lớn như vậy. Và mình cũng muốn đang sở hữu thêm một vài chiếc nhẫn và bản nó mỏng mỏng bé bé để mình có thể đeo ở phần tay còn lại. Ví dụ như nếu mà mình đeo chiếc nhẫn này ở tay trái thì mình nghĩ rằng mình sẽ không đeo thêm bất kỳ một chiếc nhẫn nào, bởi vì mình cảm thấy nó sẽ khá là thừa. Bên cạnh đó mình sẽ đeo phím tay phải một hoặc hai chiếc nhẫn rất là bé hoặc rất là mỏng thôi. Thì mình cũng có một chiếc vòng tay của một người bạn tặng cho mình. Mình thì thật sự lúc đầu mình không chơi vòng tay đâu, nhưng mà khi mà bạn mình tặng, mình bắt đầu đeo thì bắt đầu kiểu tìm hiểu về nó ấy. Bắt đầu biết được rằng kiểu cũng có nhiều loại vòng, cũng có nhiều thứ để mà chúng ta có thể layer, chúng ta có thể match lại với nhau. Vòng cổ cũng thế, chúng ta có thể phối một cái vòng cổ rất là dài, bên trên là vòng cổ rất là nhỏ, hoặc là 2-3 lớp vòng cổ với nhau. Nhưng mà có lẽ đó sẽ là một video khác, bởi vì mình cũng chưa tìm hiểu về nó quá nhiều. Đồng hồ thì mình có hai cái, một chiếc đồng hồ G-Shock và một chiếc đồng hồ T-Shot. Mình có một chiếc Daniel Wellington nhưng mà mình lại để ở Việt Nam cho đứa em của mình rồi. Còn về cách phối đồ ấy thì mình suy nghĩ rằng là mình sẽ không đắp hết tất cả những món vừa rồi lên trên một bộ outfit đâu. Ví dụ như là mình có một chiếc bông tai đi và chiếc vòng cổ là hai thứ mình không thể nào tách rời khỏi được rồi, thì có thể là mình sẽ thêm một chiếc đồng hồ hoặc là một chiếc vòng tay hoặc là một chiếc đồng hồ với nhẫn hoặc là vòng tay với nhẫn. Hoặc nhiều khi mình cũng chỉ cần đeo mỗi nhẫn thôi, không cần phải đeo đồng hồ hay là vòng tay. Thì như thế đã quá hoàn hảo rồi trong một bộ outfit rồi. Chúng ta không thể nào mà đeo quá nhiều layer, quá nhiều lớp hoặc là quá nhiều phụ kiện. Nhìn nó sẽ rất là rườm rà, nhìn nó sẽ rất thừa. Một chút thôi mới tạo nên điểm nổi bật. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like, share. Và đặc biệt hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình. Nếu mà mọi người cảm thấy còn những món phụ kiện nào cần thiết mà mình chưa đề cập đến thì hãy comment below. Và đây là trang Instagram của mình. Nếu mọi người thích thì hãy follow để chúng ta cùng thảo luận về thời trang nhé. Well, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Peace guys.